Xin chào mừng các anh em đã quay trở lại với kênh YouTube Hoàng Long Thanh Số. Chúng em ngày hôm nay anh em chúng em đang chuẩn bị đóng đôi là DX nào chuẩn bị gửi đi cho một khách hàng của bên em. Ngay trong buổi trưa con live stream của trưa ngày thì anh đã gọi điện và đặt hàng luôn đôi la này. Đôi la DX 5 rất đẹp và nghe được các thể loại nhạc, vừa hát karaoke vừa nghe nhạc cũng như là vừa trưng bày. Và đôi la này thì nó thiên hướng về cái sự chuyên nghiệp và đẳng cấp các bạn nhé. Đôi la DX 5 là đôi la này. Còn đây là đôi la DX 2. DX 2 là 22 triệu, đôi la DX 5 là 25 triệu. Thì các anh em cùng phải đeo tai nghe và chúng ta cùng thưởng thức đây. Anh em đang đóng hàng để gửi đi cho các bạn anh em đây. Thùng của nó thì rất là lớn, khá là lớn các bạn nhé. Bên trong thì nó xốp cũng dày. Mỗi một loại nó sẽ có một cái vải chung. Chung để anh mở lại cho các bạn anh em cùng nghe để chúng ta cùng đeo tai nghe thử các bạn anh em nhé. Đây là một lần cuối cùng trước khi đưa em nó về nhà chồng. Anh em cùng đeo tai nghe vào thử nhé. Đang chơi nhất một đôi là DX 5 rồi. Đang là chiều bản nhạc DJ Remix. Với khoản tài nghe này, khoản tài nghe nguyên bản như này là ok rồi đấy. Các bạn đang nghe tại Remix Pia. Rất tuyệt vời đúng không ạ? Đôi loa phải nói là hoàn hảo. Mình đã từng hạnh phúc và không em ơi, mình từng chung lối khổ đau lắm tiếng cười, mình đã luôn từng nói anh không thấy chưa, mình từng thề ước mãi không bao giờ xa, mà có sao ta giờ đây bước qua đời nhau, dù trái tim ta phải đau nhớ nhung vì nhau, và có khi nào em thấy tiếc nuối vì ngày xưa vội vàng. Để cảm nhận nữa đúng không ạ? Dora này nghe nhạc rất là phê đánh, rất là bạo lực. Trong không gian khoảng tầm 40-50 mét vuông, anh em đánh không cần loa trầm luôn. Rồi, ok. Tắt cho anh cùng đẩy đi. Việc tắt cho anh cùng đẩy đi. Rồi, anh em đóng dán tem bảo hành rồi chuẩn bị hàng, chuẩn bị đóng hàng cho anh.黄昏后，陪着明月等寂寞，年少时光又是男女晚秋风。经过你，快乐时少烦恼多。经过我，情深意浓缘分薄。谁说青春不能错，情缘热泪不低头。 珍惜曾经拥有，曾经牵过手。珍惜青春梦一场，珍惜相聚的时光，舍得年少不痴狂。